Kính thưa cộng đoàn, trong cơ thể của chúng ta có một bộ phận xem chừng ra uh, rất là lợi hại. Rất là lợi hại. Đó là cái miệng. Tốt cũng cái miệng mà xấu cũng cái miệng, họa cũng cái miệng mà phúc cũng từ cái miệng. Ngày hôm nay Chúa Giêsu cảnh báo với những người pha-ri-xê và những người biệt phái. Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý giảng dạy chỉ là lới giới luật của phàm nhân. Chúa giêsu nói cái câu đó xem chừng ra nó bị đát quá. Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng nhưng lòng chúng lại xa ta câu nói này xem chừng ra nó rất bi đát và cái kiểu mà con hay giảng hay là con chia sẻ thì có nhiều người gửi lại bảo rằng là cha nói cha giảng giống như cha nói vào mặt con dạ thưa cha không biết ai hết cha cũng chẳng bao giờ dám nói ai cha giảng về ai hết á cha chỉ nói chung chung để chúng ta cùng nhau suy nghĩ để chúng ta cân chỉnh cuộc đời chúng ta thôi. Bởi vì bản thân con luôn luôn ý thức mình yếu hèn. Luôn luôn ý thức mình hèn yếu. Con thú thật với cộng đoàn, luôn luôn con ý thức mình hèn yếu. Để con xin Chúa tha thứ cho con. Con xin cộng đoàn tha thứ cho con. Chưa bao giờ con nghĩ mình đạo đức hay là con nghĩ mình là hoàn hảo hết. Ngày nào cũng phải xin ơn tha thứ từ Chúa và cộng đoàn. Và ngày hôm nay giống như Chúa nói theo cái kiểu phong long. Trúng ai trúng. Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng Còn lòng chúng lại xa ta Điều mà Chúa trách móc đó Có thể Chúa trách móc chính bản thân mỗi người chúng ta Và chính bản thân của con Đôi khi ngày nào mình cũng dâng lễ Ngày nào mình cũng đọc kinh Ngày nào mình cũng cầu nguyện hết á Nhưng mà liệu rằng lòng của mình có gần Chúa hay là xa Chúa Đó mới là chuyện quan trọng mà cái gần Chúa hay xa Chúa đó nó thể hiện ngay chính ngang qua cái cuộc đời của chúng ta chúng ta nói chúng ta tôn kính Chúa, chúng ta thờ Chúa. Nhưng mà thật sự ra chúng ta có để cho Chúa, để cho Chúa hoạt động trong cuộc đời của mình hay không? Hay là mình chỉ có nói ngoài miệng thôi? Ở trong nhà dòng có một cha người gốc Bắc. Mỗi lần mà anh em gặp nhau thì Ngài nói cái câu con nghe cái cũng hơi thấm thấm. Chỉ được cái miệng. Dân người Bắc mà. Chỉ được cái miệng. Có nghĩa là chỉ nói thôi chỉ nói thôi chứ không sống và phải chăng đó là cái căn bệnh của mỗi người chúng ta chỉ được cái miệng nếu mà bây giờ chúa hỏi chúng ta chúng ta sẽ nói lại chúa con yêu mến chúa lắm con thờ phượng chúa lắm nhưng mà chỉ được cái miệng bởi vì lòng thì mình không có sống mình không có sống thật sự cái lời mà mình nói yêu chúa đó chỉ được cái miệng mỗi người chúng ta đặt mình trước mặt chúa để chúng ta lượng giá lại cái tinh thần đạo đức, cái đời sống đạo đức và cái lòng của chúng ta với Chúa. Chỉ có mỗi mình chúng ta thôi, chúng ta mới liệu được cái điều đó. Không ai lượng giá được hết. Chúng ta có sống với Chúa thật sự hay không? Ngang qua cái đời sống của chúng ta. Và gần nhất đó là chính trong cái đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta chỉ được cái miệng với vợ chúng ta thôi. Chúng ta chỉ được cái miệng với chồng chúng ta thôi Chúng ta chỉ được cái miệng với con cái chúng ta thôi Chúng ta chỉ được cái miệng với ba cha mẹ chúng ta thôi Và ngày hôm nay con thấy uh, Hai vấn đề nặng nề nhất Trong đời sống gia đình đó là ly dị Vợ chồng yêu nhau Chỉ được cái miệng thôi Léo 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 mẹ Nói rất hay Ra nhà thờ hứa Anh hứa sẽ yêu em suốt đời anh sẽ hứa trời ơi em sẽ hứa nói hay lắm trời lễ lung linh lắm đám cưới lung linh lắm đám cưới to cái hôm đám cưới là coi như trang trí cho thiệt đẹp Mà kỳ dê vô cho nó thiệt đẹp quần áo đẹp vô cùng nó giữa nhà thờ chụp hình rồi quay phim rồi khoe mẻ hứa anh hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe nhưng mà được mấy năm được mấy năm ngày hôm nay đổ vỡ trong đời sống hôn nhân nhiều quá và người ta chỉ thề hứa với nhau cái bí tích hôn nhân đó chỉ bằng môi bằng miệng thôi tới một lúc nào đó gặp khó khăn họ sẵn sàng rời xa nhau cũng không thương tiếc dẫu rằng có con cái họ để lại cho có con cái của nó một cô cha một cô mẹ sớm quá cha nó vẫn còn sống đó nhưng mà nó bị mồ côi rồi mẹ nó còn sống đó nhưng mà nó bị mồ côi mẹ bởi vì Gia đình ly dị Con ở với cha hoặc là con ở với mẹ Bi đá cho ngày hôm nay Người ta chỉ yêu trên môi trên miệng thôi Tình yêu đến em không mong đợi gì Tình yêu đi em không hề hối tiếc Em hứa thật nhiều Mà thất hứa cũng thật nhiều Hứa yêu nhau ghê lắm Đem ra nhà thờ rồi hứa giữa hai bên Bố mẹ rồi nắm tay nhau Nói lên sự ưng thuận Thề thốt ghê lắm Thề non hẹn biển em thề với anh là em sẽ sống với anh cho đến chết nhưng mà cuối cùng là sống chết có nhau nhưng mà không phải sống chết có nhau mà là sống chết với nhau không còn yêu nhau nữa không còn tình thương với nhau nữa còn giữa con cái với cha mẹ thì chúng ta thấy một cái sự bất hiếu ngày hôm nay nó rất là nhiều có những gia đình cha mẹ già nhưng mà con cái thì đùng đẩy không chăm sóc nhưng mà mở mồm ra là có chữ hiếu ghê lắm nói về đạo nghĩa hay lắm đạo đức lắm nhưng mà thật chất là không có sống cái chữ hiếu đó trong cuộc đời Chúng ta thấy ngay gần nhất là trong cái gia đình Trong cái tương quan giữa con cái với cha mẹ nó có vấn đề Có những người trẻ ngày hôm nay rất là vui Tết là lên lịch trình đi ăn Tết ở nước ngoài Bởi vì không có muốn phiền gia đình Không muốn phiền cha mẹ Cha mẹ thì có chăng thuê người làm rồi Hoặc là đẩy đưa ai đó chăm được thì chăm rồi Gần Tết là dù đi không có ở nhà nhưng mà mở miệng ra là có hiếu mở miệng ra là hiếu kính với cha mẹ lắm đó là cái cách hành xử mà ngày hôm nay chúng ta dễ thấy lắm và những cái cách hành xử đó có thể rơi vào trong gia đình của chúng ta và có thể rơi vào ngay bản thân của chúng ta khi chúng ta nói lời yêu thương chỉ trên môi miệng thôi chúng ta gặp ai chúng ta cũng nói yêu lắm thương lắm quý lắm thương lắm nhưng mà thật sự ra là chỉ được cái miệng thôi còn uh, chính chúng ta chúng ta không sống cái điều đó Uh, hôm qua đi xe ôm hôm qua đi xe ôm thì gặp cái anh đó anh đi uh, xe vinfast á SM anh nói chuyện cũng bi đát lắm Anh nói thật sự ra thì vì thất nghiệp nên là cuối cùng phải chuyển qua cái chạy xe vinfast này uh, phải sạc điện 11.000 thì chạy được khoảng chừng 120 cây số đóng tiền thế chân 4 triệu rồi chạy xe đó rồi nói chung là kiếm sống qua ngày nhưng mà anh cảm thấy buồn đó là khi mà anh có việc làm thì bạn bè bu quanh hết nhưng mà khi thất nghiệp thì anh bị bỏ rơi đó rõ ràng rằng đó là một cái thực tế của cuộc sống ngày hôm nay những cái tương quan cho chúng ta thấy bạn bè anh em với nhau chỉ sống trên cái đầu môi chót lưỡi mà thôi chứ không có yêu thương nhau thật sự và điều đó ngày hôm nay Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng có thể chính bản thân của chúng ta chúng ta cũng tôn kính chúa bằng môi bằng miệng thôi đến nhà thờ ngày chủ nhật là đến cho nó xong thôi đến cho nó trả lễ thôi trả nợ quỷ thần thôi chứ cũng chẳng tha thiết gì đến lễ lạc gì đâu cũng chẳng yêu mến chúa gì đâu có đến thì cho nó vui thôi chứ còn hồn thì để ở siêu thị hồn thì để ở chỗ sắm đồ hồn ở chỗ những nơi vui chơi giải trí chứ đâu có nhớ gì đến chúa đâu có chẳng thờ chúa bằng môi bằng miệng rồi có thể có chăng là yêu nhau trong gia đình cũng bằng môi bằng miệng thôi Chỉ cái miệng thôi Nói rất hay mà chúng ta thấy Ngày hôm nay người ta thảo mai rất là nhiều Người ta dùng những lời có cánh rất là nhiều Nhưng mà thực chất ra nó trống rỗng Nó sáo ngữ lắm Mà khổ cái là ngày hôm nay người ta thích sáo ngữ với nhau Người ta thích bề ngoài Người ta nói những lời hay ý đẹp Người ta sống coi như là cho nó vui thôi Chứ còn người ta không có thực tế sống cái cái điều mà người ta nói trong cuộc đời của họ chúng ta thấy bi đát lắm thấy không rõ ràng rõ ràng là là chán lắm không có vấn đề gì cả khi mà người ta đã không yêu thương nhau người ta chỉ nói cái miệng thôi nhưng mà người ta lại thích nghe đời ngày hôm nay nó là như vậy và chính vì thế nên là người ta cứ nói với nhau càng nói nhiều càng tốt càng nói hay càng tốt và càng thảo mai là càng tốt nhưng mà tất cả những lời mà người ta nói đó mình nên coi coi cái điều đó có thật hay không và chính bản thân mỗi người chúng ta chúng ta cũng xét lại những lời mà chúng ta nói với người khác có thật hay không Hay là cái chuyện mà chúng ta tôn kính Chúa có thật hay không Hay chúng ta chỉ thờ Chúa ngoài môi ngoài miệng mà thôi Cẩn trọng, cẩn trọng là chúng ta chỉ được cái miệng mà lòng chúng ta Chúng ta sống rỗng tích, chúng ta không có yêu thương anh chị em chúng ta Chúng ta cũng chẳng yêu thương Chúa